Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Hôm nay thêm một món ngon để mình có thể ăn với bún hay là với cơm, đó là bắp chân giò heo kho măng. Món ăn này không bị béo bởi vì không có mỡ nè. Khi kết hợp với măng, nó sẽ giúp cho mình ngon miệng hơn. Rất nhanh và đơn giản nhưng mà ngon tuyệt vời. Ngày Tết thay vì làm món chân giò hầm măng thì mình làm chân giò kho măng nó sẽ ngon hơn nhiều. Cô bác anh chị em và các bạn mình cùng làm với phần khuyên nè. Món này mình cần có chân giò heo. Cái này người ta đã bỏ hết mỡ ra rồi, chỉ còn thịt với xương. Đây là măng đóng hộp, nếu mình có măng tươi hoặc là măng khô cũng được luôn. Hành tây hoặc là hành tím đều được, khoảng 100 gram. 3 tép tỏi, rồi 26 gram gừng, với lại một củ hành tím. Món này mình nên nấu với lại nấm đông cô khô, khoảng 70 gram. Mình cho vào đây một muỗng canh muối. Cho muối hột để rửa đó, muối thường cũng được luôn. Chế nước khoảng 60 cho đến 70 độ C cho ngập cái chân giò này. Rồi mình ngâm khoảng 5 phút. Cái này mình sẽ đi ngâm nước ấm 60 độ C. Mình đổ cái này ra, mình bỏ nước đi và mình cũng rửa sạch măng. Thịt sau khi mình ngâm rửa sạch sẽ, bây giờ mình sẽ ướp. Cho dầu hào 45 gram. Tiếp theo là nước tương 145 gram. Chân giò heo sau khi mình rửa sạch để ráo, cho cái này vô luôn. Trộn lại, tốt nhất là mình sẽ ướp 1 tiếng. Củ hành tím mình sẽ cắt 3 ra. Gừng cắt lát. Tỏi mình cũng cắt đôi. Củ hành này cắt đôi. Còn nếu như anh chị em và các bạn mua củ hành nhỏ thì mình sẽ để nguyên nha. Nó còn gọi là hành tâm hay là củ nén đó cũng được. Gốc hành mình sẽ cắt 3 cm. Mình sẽ để riêng cái gốc và cái lá nha. Cái hành này mình cắt nhỏ ra để chút mình rắc lên trên. Và mình sẽ chừa khoảng 1 hoặc là 2 cái gốc hành, để chút nữa mình chẻ ngâm nước lạnh cho nó nở ra thành cái hoa mình trang trí. Cũng như là mình sẽ chẻ ớt trang trí luôn. Sau khoảng 10 phút mình sẽ quay trở lại và mình trở thịt lại. Cho vào chảo dầu ăn 1 muỗng canh. Để cho món ăn của mình nó lên màu sắc đẹp thì sử dụng đường cát vàng, đường cát nâu đó. 2 muỗng canh vuông khoảng 30 gram. Và lưu ý là mình sẽ để lửa nhỏ nha. Mình thấy nó được rồi. Cho hành nè, gừng tỏi luôn. Và nên cho ớt để cho nó lên cái màu đẹp hơn. Và bí quyết làm màu thành công tức là lửa nhỏ và mình để chậm chậm, từ từ, kiên nhẫn. Bây giờ sẽ hạ lửa. Nếu như mình nấu bếp khác thì mình nhấc nồi ra khỏi bếp, không thôi nó văng. Và cho chân giò vô nè. Lưu ý là mình sẽ áp phần da trước. Rồi bây giờ mở lửa lên lại. Tiếp tục mình sẽ nấu cho màu nó thấm vào trong thịt nè. Và để lửa trung bình. Khi nào mình thấy cái màu nó đẹp rồi thì lúc đó mình mới lật. Thỉnh thoảng mình xoay cho nó đảo vị trí. Nấm đông cô mình bỏ chân, sau đó mình cắt ra. Và nhớ là bỏ cái chân nấm ra. Và khi mình đảo đến hết cái phần nước ở dưới đây, đồng thời là xung quanh nó đã lên màu đẹp rồi. Gia vị trong cái thau lúc nãy còn đó.
Và nhớ là phải cho nó lên màu đẹp rồi thì lúc đó mình mới cho cái gia vị. Quá đẹp luôn. Mình chỉ cho khoảng 1/3 cái phần gia vị thôi. Và tiếp tục mình đảo cho đến khi mình thấy nó vàng đều đó. Nâu lên như vậy là đẹp nè. Và bây giờ đã lên màu đẹp và phần gia vị cũng cạn. Mình sẽ cho vô nồi, mình hầm cho nó mềm nha. Và như đã hứa với các chị em là mình khuyên sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái nồi này. Ở đây là mình thấy vừa luôn, hai cái chân giòn luôn. Sau đó thì mình sẽ lọc gia vị, mình cho vô. Rồi mình sẽ chế nước vô đây để mình thêm nước. Tráng cái chảo lấy hết gia vị. Mình sẽ cho ngập cái phần giò khoảng 2/3 nồi, hoặc là nếu như mình thích ăn nhiều nước thì cho nhiều hơn. Mình sẽ cho 600ml hoặc là 800 nha. Nhìn vào đây, mình sẽ thấy nước nó như này. Sẽ đậy nắp lại. Bấm vào mix và mình chọn less thôi. Chọn less cho nó sôi nhẹ đó và 20 phút. Bước tiếp theo mình sẽ xào măng và nấm đông cô. Một muỗng canh dầu. Cho hành củ vô luôn. Mình chiên nhanh qua thôi rồi mình vớt ra. Sau đó cho nấm đông cô lúc nãy mình ngâm trong nước tương rồi đó. Nó có gia vị một chút rồi. Cho luôn măng vô luôn. Một muỗng cà phê đường. Cho tiêu. Và mình xào cái này trong 2 phút nữa thì tắt bếp. Sau khi L024 thì van hạ, tức là 24 phút sau khi nấu xong. Mở van ra rồi sau đó mở nắp nè. Đó, màu đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đây, anh chị em và các bạn sẽ nhìn thấy quá hấp dẫn luôn. Và cái nồi nó vẫn còn đang sôi và chân giò mềm. Mềm nhưng mà không hề bị nát chút nào hết. Cái phấn trắng bọt ở trên nè, mình vớt ra. Mình làm như vậy là mình đỡ phao nhiều mỡ nè. Và trong trường hợp nếu như anh chị em và các bạn không có cái nồi áp suất điện thì mình vẫn có thể hầm trong nồi áp suất thường hoặc là hầm trong nồi thường cũng được. Nếu mà mình hầm trong nồi áp suất thường thì thời gian cũng giống. Nhưng mà nếu mà mình hầm bằng cái nồi thường khoảng hơn 1 tiếng đó, thì nó mới mềm được. Bây giờ thì cho măng và cho nấm vô nè. Món ăn quá thơm ngon và hấp dẫn. Anh chị em và các bạn đừng bỏ qua món này nha. Sau khi cho măng và nấm vô xong, nếu như mà mình thích nấu cho nó mềm, thật là mềm, mình sẽ bấm cancel. Bây giờ mình sẽ chọn salt. Bây giờ mình sẽ chọn less và thời gian 12 phút. Hoặc là tùy theo, cho đến khi mình thấy cái phần nước nó sệt lại như mình mong muốn nha. Bây giờ nồi bắt đầu nấu, hiện lên on. Và sau khi nấu được 10 phút, mình sẽ cho hành vô. Chân giò hầm măng và nấm đông cô. Rất là thơm ngon luôn. Và nóng hổi, chân giò mềm. Để măng và nấm. Món này mình sẽ ăn cùng với cơm rất ngon.
hoặc là ăn cùng với bún. Nóng hổi luôn, mình sẽ cho nước lên. Với cái thời gian hầm trong nồi Instant Pot như vậy là món của mình nó rất ngon luôn, nó không nát, lại mềm vừa ăn. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật ngon món ăn này. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.